trấn mà nó chả thấy cái nhà nào có tầng. Thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn. Cả thị trấn được có nhà 2 tầng. Dùng mà nhà dùng có nhà nào 2 tầng không? Tiền xanh ngàn đỏ á. Buôn Đôn. Bưu điện huyện Buôn Đôn. Buôn Đôn hết 3 phút 33 giây là hết thị trấn Buôn Đôn.